Chương 01 Người không xấu cũng muốn nhiều đọc sách Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Cực đông chi địa Thanh châu, vạn trọng sơn Vạn trọng sơn bên trên, có một tiên môn, tên là Thiên Dương Thiên Dương môn, lập tông vượt qua ngàn năm, trong vòng phương viên mấy trăm dặm nổi danh tu luyện thánh địa Chính là Hoàng Hôn, Thiên Dương môn ngoại môn, bị vết máu bao trùm trên sơn đạo, xác chết trôi khắp nơi trên đất chỉ có mấy cái sống sót sau tai nạn môn nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngồi liệt trên mặt đất bất quá bên trong một cái thiếu niên mi thanh mục tú đặc biệt làm người khác chú ý chỉ vì hắn đứng tại mấy cổ giữ tận huyết tinh hung thú bên cạnh thi thể trên mặt đúng là đồng thời không đổi sắc mười phần bình tĩnh vạn trọng sơn có linh mạch đã có thể lập xuống tiên môn tự nhiên cũng sẽ thúc đẩy sinh trưởng hung thú hung thú tấn công lên cửa sự tình thường có phát sinh Thiên dương môn cũng đem coi là lịch luyện đệ tử nội môn chi pháp, chỉ là khổ phòng thủ sơn môn đệ tử ngoại môn. Hoặc là nói, đệ tử ngoại môn chỉ nói là nói dễ nghe thôi, tại thiên dương môn phần lớn đều là làm lấy nô bọc sống. À, tạ viễn, vừa rồi cũng không chú ý, hôm nay đúng là lại đến phiên ngươi phòng thủ sơn môn sao. Nương theo lấy một đạo tiếng cười, một cái cầm kiếm thanh niên từ bên ngoài đi trở về, trên thân kiếm vết máu chưa khô cạn tạ gia tiểu tử, ngươi thật sự là mạng lớn, trong ấn tượng ngươi phòng thủ thời điểm cái này hung thú tấn công lên cửa đều phát sinh qua mấy lần, ngươi đúng là có thể sống đến hôm nay. Một cái khác có chút đại hán khôi ngô cũng cười đạp không mà đến, trong tay còn cầm một nửa phát ra ánh sáng nhạt hung thú thi thể. Lại có tóc dài buộc lên, khí khái anh hùng hừng hực thiếu nữ lướt đi tới, nhìn lướt qua đại hán trong tay yêu thú thực thể, có chút kinh ngạc nói, lần này công kích lên cửa hung thú bên trong lại có vào phẩm giai yêu thú khó trách tử thương thảm trọng như vậy ba người nhìn thoáng qua chung quanh tàn tí gãy chi đều là lắc đầu bọn hắn tới kỳ thật cực nhanh nhưng sơn môn phòng thủ chí ít hai mươi người giờ phút này cũng chỉ sống ba năm người thôi như vậy ngươi cũng không chết xác thực mạng lớn khí khái hào hùng nữ tử nhìn thoáng qua tạ viễn thở dài đáng tiếc chỉ có khí vận lại không tiên duyên tạ viễn ba năm trước đây nhập môn, nếu là có chút thiên tư, làm đã sớm tu ra nguyên lực, tiến vào nội môn. Tạ gia tiểu tử, lão tử nhìn ngươi rất vừa mắt, ngươi như nguyện ý, ta có thể bảo vệ ngươi vào nội môn, làm ta một thiếp thân nô bộc. Đại hán kia vừa cười nói. Ngay sau nếu có cơ hội, ta thay ngươi tìm tam sư thúc tổ cầu một viên phá nguyên đan, có thể tiến vào tiên đạo. Lời này vừa nói ra, sống tạm mấy cái ngoại môn chi nhân đều là hâm mộ nhìn về phía tạ viễn. Nội môn ngoại môn, cách biệt một trời. Chính là trúc kiếm thanh niên cùng khí khái hào hùng nữ tử cũng kinh ngạc nhìn qua đây. Thiếp thân. Một mực trầm mặt không nói tạ viễn cưỡng chế trong lòng ác hàng chi ý, cuối cùng mở miệng, đa tạ trương sư huynh hảo ý, không cần, ta vẫn là muốn dựa vào chính mình tu ra nguyên lực. Vậy liền được rồi. Đại hán khôi ngô lắc đầu, cũng không nói nhiều, dẫn theo yêu thú thi thể đạp không mà đi. Ngươi có thể bỏ qua cái cơ hội tốt. Rút kiếm thanh niên không nói, khí khái hào hùng nữ tử ngược lại là tiếc núi nói một câu, hai người sau đó cũng đi theo rời đi. Tạ viễn cũng có chút tiếc núi nhìn xem khí khái hào hùng nữ tử bóng lưng, nếu là người nâng ta khả năng đáp ứng. Dù sao, bao nhiêu nữ nhân tốt lừa dối một điểm, mà lại an toàn. Bất quá nghĩ nghĩ, tạ viễn cũng không để ý, nội môn mặc dù không cần làm việc, nhưng tu luyện lại là cứng nhắc chỉ tiêu, bao quát tọa quan, diện bích, luận bàn, bị luận bàn, nghe đạo, luận đạo đều không phải là đứng đắn gì sự tình, hắn nào có nhiều thời gian như vậy. Các ngươi thu thập một chút, chờ người đến thay phiên đi, ta đi trước. Quay đầu lại, tạ viễn thuận miệng đối mấy cái kia đệ tử ngoại môn nói một câu, quay người rời đi. Mấy cái trong ngoại môn đệ tử tuy có người không cam lòng, nhưng cũng không ai nói cái gì. Dù sao tạ viễn, xem như trong ngoại môn đệ tử lão tư cách. Tạ viễn càng sẽ không để ý bọn hắn oán giận. Từ lúc xuyên việc mà đến ngày đầu tiên, nhìn thấy cái kia cùng ở một phòng đệ tử ngoại môn bị hung thú xé thành mảnh nhỏ về sau, hắn liền hiểu. Tại tu tiên thế giới này, mạng người không đáng tiền. Mấy cái này đệ tử ngoại môn, còn không biết có thể sống tới khi nào đâu bởi vậy hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng đến mức trong đó cái kia yếu ớt khả năng tỉ như cái nào đó oán giận hắn đệ tử ngoại môn đi đại vận tấn thăng trở thành đệ tử nội môn tạ viễn thì càng không lo lắng rất nhanh hắn liền sẽ bị nặng nề mà cạnh tranh tàn khốc tu luyện kiếp sống ép tới thở không nổi chỗ nào còn nhớ rõ có cái gọi là tạ viễn từng tại ngoại môn khi dễ qua hắn chờ hắn có thế tu luyện tới nội ngoại môn tùy ý đi lại tình trạng cái kia đều không biết bao nhiêu năm sau rồi cái gì ngươi nói tạ viễn vạn nhất đắc tội thiên tài làm sao bây giờ đừng đùa rồi thiên tài chân chính sớm tại nhập môn thời điểm liền thẳng vào nội môn rồi cái gọi là ngoại môn chỉ là cho những cái kia tín ngưỡng tiên môn gia đình bình thường một tia hy vọng thôi thuận tiện tìm chút làm việc vặt chẳng lẽ lại ngươi mong đợi nội môn các đại lão tự mình rót bồn cầu sao người ta không muốn mặt mũi những đạo lý này, một nửa là Tạ Viễn chính mình ngộ ra tới, một nửa là trên sách xem ra, cho nên vẫn là phải đọc sách nhiều a. À. Tạ Viễn sờ lên trong ngực cứng trắng chất sách vỡ, cảm thán nói: ngoại môn ngoại trừ làm việc thời gian, còn lại thời điểm đồng thời không người quản, mười phần tự do, cho nên Tạ Viễn thật thích đệ tử ngoại môn cái thân phận này. Tạ Viễn nơi ở không lớn, nhưng thắng ở sạch sẽ, mà lại từ khi hai năm trước cái kia cùng phòng sau khi chết. Hắn liền một mực là một người ở, cũng coi như thuận tiện, to lớn vạn trọng sơn cũng không thiếu điểm ấy phòng ở, đóng lại cửa, liền một khối nhỏ không trọng vẹn linh thạch đốt lên đèn, Tạ Viễn đem trong ngực sách vở xuất ra. Dưới ánh đèn, bì bốn chữ lớn lóe ra một loại nào đó dị dạng hào quang thôn phệ tinh không. Đây là một bản kiếp trước đại hỏa trôi qua huyền huyễn hoặc là nói ngụy khoa huyễn thư tịch. Tạ Viễn có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Nhất là nhìn thấy góc dưới bên trái chúng thần nhà xuất bản cái kia vài cái chữ to sau đó, thì càng hoảng hốt. Hai năm trước, hắn còn sinh hoạt tại một cái tên là đặc biệt hành tinh xanh địa phương, là một cái tốt nghiệp đại học chó, cao cao không tới, thấp không xong, cuối cùng lựa chọn học nhiên lại kéo mấy năm. Thuận tiện, tại đại hoa tiệm sách làm kim chức. Có thể là địa chấn, cũng có thể là là hỏa hoạn, trời đất quay cuồng, chỉnh lý giá sách tạ viễn chết tại nơi đó nương theo lấy một vòng lục quan sau đó, hắn liền trùng sinh tại thế giới này, trở thành thiên dương môn đệ tử ngoại môn tạ viễn. Hệ thống V không giá sách tàn thư. 13 trước mắt đọc. Thôn vệ tinh không tiến độ trước mắt. 98 tổng tiến độ. 19 sách mới giải tỏa điều kiện. Trước mắt thư tịch đọc tổng tiến độ đạt tới 20 chưa hoàn thành, tạ viễn tâm niệm vừa động, trước mắt liền hiện lên mấy dòng chữ. Hệ thống, người xuyên việc thiết yếu phúc lợi, không có cái gì tốt kinh ngạc. Cho dù hai năm trước, tạ viễn cũng cảm thấy phải đương nhiên. Lúc đó tạ viễn chỉ là khẩn trương chiếu chiếu tấm gương, nhìn thấy cái kia thanh tú diện một sau thoải mái, xem ra đọc sách cùng tướng mạo không có tất nhiên quan hệ. Không phải vậy dùng cái gì giải thích người khác hệ thống đều có thể tạc thiên, chính mình lại chỉ có thể dùng để đọc sách. Lúc bắt đầu tạ viễn cũng có chút không cam lòng. Bởi vì hệ thống ngoại trừ đọc sách, cũng không có triển lộ bất luận cái gì chỗ khác biệt, cũng không có dạy hắn tu luyện. Đặc biệt là quyển sách đầu tiên danh tự gọi là Lõa Trang Thánh Kinh. Mặt chữ ý tứ, chính là giáo hóa trang. Tại tạ viễn đọc xong một lần sau đó, xác định, quả nhiên chính là mặt chữ ý tứ. Nhưng cũng xuất hiện một số khác biệt. Đinh, chủ ký sinh hoàn chỉnh đọc Lõa Trang Thánh Kinh, tiến độ đạt tiêu chuẩn, lĩnh ngộ thô ráp trang điểm thuật đây là lúc ấy tạ viễn khép lại sách vở sau đó trong đầu xuất hiện chữ ngoại trừ chữ còn có một cặp hình ảnh những hình ảnh kia là tạ viễn tại đối với tấm gương điên cuồng trang điểm một mực kéo dài mấy ngày mấy đêm sau đó biến thành của hắn ký ức thật giống hắn thật sự trải qua cái kia hết thảy tạ viễn hiểu đọc sách có thể học được tri thức chân chính tri thức hắn nhẫn nại tính tình một lần lại một lần nhìn lõa trang thánh kinh tại trang điểm thuật bước vào tinh thông sau đó giải tỏa cuốn thứ hai sách. Hắn cần cảm tạ cuốn thứ hai sách, quyển sách kia giúp hắn sang bằng tính tình, nhưng hắn bình chân như vậy đợi ở bên ngoài thiên dương môn, cho đến hôm nay. Đó là một bản rất vững vàng sách. Cho nên hắn không phải quá mau, cũng chậm chậm mò thấy hệ thống. Hệ thống khả năng liên quan hắn ở kiếp trước công tác tiệm sách, cái gì thuộc loại sách cũng có thể gặp được, mà giải tỏa nhu cầu đọc tiến độ cũng không giống nhau. Thôn vệ tinh không hắn đã đọc rất lâu, vượt qua ba tháng. Đây cũng là lần thứ 19 rồi. Tu luyện loại thư tịch rất khó gặp được, muốn đạt tới đọc yêu cầu càng khó, cũng không phải là nói thô sơ giảng lượt qua một lần chữ coi như đọc đi vào, cụ thể bình phán tiêu chuẩn tạ viễn cũng không có nắm chắc. Nhưng trước mắt cái này một lần tiến độ đã đạt đến 98, tạ viễn không có đoán sai, đọc xong cái này một lần liền đạt tới vượt qua kiểm tra yêu cầu. Đồng thời, cũng nên có mới ban thưởng ra đời nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả